chợ Walmart là chợ của người Mỹ. Của người nghèo ở Mỹ. Chợ của những người có thu nhập thấp ở Mỹ. Nhưng mà đi chợ Mỹ sao mua đồ ngon thôi chứ. Đâu có cần đi chợ sang đâu. Mà chợ sang mất tiền cũng vậy thôi. Buổi này khó khăn. Hôm nay sắp tới Halloween rồi, ở đây người ta bán bí nè. Thường thường là lễ Halloween người ta sẽ bán trái bí này. Trái bí bự nè. Vậy? Màu này hả? Ừ, màu này đẹp. Ừ, S-Lat đi, còn mặc cho nó thoải mái. Ừ, cái mặt cái tay này nó không phải ngang nha, tay này tay tay ấy chuông chút à. 9 đồng một cái ha. Này đẹp nè. 10 đồng. Coi coi. Ờ, 9 đồng. 9 đồng. Thôi lấy cái này nó lớn chút nha, nó mặc nó rộng rãi. Xem. SS lát cái hai số lát bự lắm. Không bự đâu, lắm mày coi 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 mặt cái thôi bự lắm, S lát được rồi. Thôi được rồi, cái này được rồi mẹ ơi. Cái này 9 đồng, 10 đồng là được rồi. Chợ Mỹ. Bán đồ ăn hàng ngày, bánh trái. Đó. Mấy cái bánh này là theo lễ thì nó làm theo mùa. Theo lễ Halloween thì nó sẽ làm theo dạng giống như mùa thu. Đây là hàng thuốc diệt trùng. Mấy cái spray để tiệt trùng. Một chai cũng mười mấy đồng nha. Chai này là 8 đồng, sau này tới mắc gì. Ủa cái bình xịt nè. Ai bỏ ở đây vậy? Hình như xịt được á. Mày lấy đại chai nào cũng được mà. Mấy chai này mẹ xài rồi mẹ em đã tức mình xài nữa chừng. Mấy cái chai này bây giờ cũng mắc lắm nha, 9-10 đồng, 11 đồng chai không á. 7 đồng một chai, cái pack thịt của nó là 13 đồng 47 cent kìa. Lysol kìa. Là chỗ bán đồ lau nhà nè mọi người. Đó, cái cây này nè, mình nghĩ chắc cũng ok. Spray mop là mình nó có cái bình xịt sẵn luôn, cái bắt đầu mình spray nè mọi người thấy không đây nè. Đó. Mình bấm nút nó spray ra xong mình lau nhà mình khỏi có nhúng nước. Dành cho những người mà giống như lớn tuổi không có giặt xả được á. Lau nhà bằng tay nè. Đó, mấy cây lau nhà thời hồi xưa nè, hồi xưa là lau bằng mấy cây này không, nhưng mà bây giờ người ta đổi qua cái này. Đó. Đạp nó giặt khô luôn. Một cái thùng này cũng phải 50 đô, nó không 35 đô à, rẻ rồi. À, giảm giá đây nè, thùng này có 35 đô à. 34 đồng 98. Đó. Bỏ vô đây là cái xong mình đạp nó dắt cho mình luôn, khỏi phải dắt dơ tay. Đấy, vô làm nhiêu vậy? 4 đồng. Đây đang lửa gì vậy? Đây lửa trứng nè, cái có hộp nào bọn nó bấm. 4 đồng 9. Trứng này là trứng gì vậy? Cái này được nè. Trứng này nè, con nói nè, có hình nè. Hình gì? Cái hình nè, cái này cái trứng nè. Hình happy. Happy đó. 4 đồng 5 đồng một hộp nha. 5 đồng hộp 12 trái. 3 tháng hay 2-3 tuổi? 2-3 tháng nè, chứ 2-3 tuổi đâu. 5 đồng á. Nè, 2-3 tháng cái này nè. Chút S à, dễ thương không? Dễ thương không? 4 đồng 98 cent à, mai bỏ đàng hoàng nha. Đó, thấy không? Nít bên đây đẻ ra là thiếu gì đồ mặc chứ à. Không quay không có đồ đâu. Xíu xíu là dễ thương quá. Trời ơi, sao chút xíu vậy? Bé nhỏ xíu 2 tháng á. Đẹp quá ha. Mấy 5 đồng á, ít đâu. Có 5 đồng trẻ chứ. Đâu có mắc đâu mẹ. Bên đây màu cam kỹ vậy. Đồ đỏ. Cái lưng nè. Cái nào mắc. Mắc. Trời ơi. Chút é là chắc này là mới đẻ hả? À, mới đẻ ra đó. Cái con để con cống ngay cái mông. À mới đẻ ra. Cái này mới dễ thương nè. Đẹp không? Đẹp không? Cái này mình ăn nhuyễn nè. Sao thấy thương quá vậy? Lúc bột. Cái này nhiêu vậy? Cái này nhiêu vậy? 7 đồng mấy à. Nhiêu tiền vậy? 7 đồng mấy đó. Trời ơi, có chút ép à, chút xíu à. 2 tháng à. Sao không để giá ta? Có như để giá. Phải để giá chứ. Sao không để giá vậy? Sao không thấy giá tiền vậy? Cái này chắc cũng phải 10 đồng luôn. Hồi nhỏ thích mặc áo yếm lắm nha mẹ. Yếm cơ bì nó thấy thương không? Hồi nhỏ thích mặc áo yếm lắm nè. Dễ thương quá ha. Cái này 2 tháng nè. Đó. Đồ nít dễ thương quá. Đồ con nít là bên trong nè. À. Đẹp ha. Mà sao không từ 0 tới 3 mm. Xong để hai giá ha, chắc cái này cũng phải 10 đồng mười mấy đồng á.
mặt cho mấy đứa lớn lớn hơn xí rồi. Cái này 4 tháng 3 tháng nè. 12 đồng. 12 đồng, 13 đồng. Không mà cái nhỏ nhỏ này dễ thương hơn. Nay sắp sừng lễ nè nên nó quá trời đồ. Mà đẹp mà. Rồi có đây có con mua đồ dễ thương quá ha. Nè nè, đẹp không? Nè coi nè, coi nè. Coi nè. Bên Mỹ này đồ nó có thiếu đâu không? Trời dễ thương à. Thùng cũng tốt ghê không? 6 đồng. 6 đồng cái. Thoải mái, tiền công mai còn hơn. Dễ thương à. Áo vest ta. 2 tuổi. Trời, công lê chứ. Sweet đàng hoàng, suit đàng hoàng thấy không? 20 đô à. Thấy không? Áo thùng mấy cáo nhỏ nhỏ thấy thương quá. Thấy thương quá ha. Cái này 14 đồng. Đây áo jacket. Dễ thương quá à, chút xíu à. À. Nhỏ 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 không mà dễ thương. $20 cho một cái. Ơi ơi. Nó bán mấy cái đồ trang trí mà cũng mắc ghê luôn nè mẹ. 5 đồng mà cái miếng này đẹp quá ha. Cái này lấy làm gì vậy? Cái gì? Cái này làm gì vậy? Fashion Sparkle nè. Ôi cái này là để dán lên áo quá hả? Ờ dán. Ôi nó làm cũng đẹp ghê không? Cái đồ cài phải không? Hồi xưa con đi tiệm này con mua mà không có. Chẳng biết đâu hết trơn á. Cài cài như áo vest này. Ờ đẹp quá ha. Có 5 đồng mà. Bởi vậy nhiều khi vô, hồi đó vô mấy chả đồng mua 18 đồng. Ờ. Mắc dễ sợ. Có kim tây không? Mua kim tây này đây. Kìa có kim tây bự khủng khủng bố kim tây khủng long nè. À đây. Vừa thôi lấy gì vừa chứ bự quá rồi kim nó người chết. Cây kim tây. Cây kim tây bự, bự bằng cái ngón tay. Thấy chưa? Quá trời bự luôn. Một kim tây vừa vừa thôi. Không nha, cũng mắc nha, 4 đồng, 5 đồng, 6 đồng nè. Đó, mấy cái đồ cài áo nè. Vậy chứ đây là rẻ hơn mấy chợ khác á. Đây mấy cái đồ trang trí nè. Ở chút 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 chút. Dễ thương à. Mấy cái nút áo. Ồ mấy này mấy cái nút áo cho con nít. À 2 đồng. 2 đồng rưỡi. Trời ơi mấy cái dễ thương quá. Mấy cái nút áo dễ thương quá. Mấy cái đồ trang trí nè. Trong Walmart bán những cái thứ cũng hay ho quá hả. Cái này làm khuôn gì nè mẹ biết không mẹ? Làm khuôn xà bông nè mẹ. Ở đây tự bây giờ ta tự làm xà bông. Đây là cái khuôn xà bông có đủ thứ hình hết nè. 5 đồng một khuôn. Creative you do it yourself. Cái này là sketchbook. Để sách để trang trí, viết thiệp rồi gì á. Một set như vậy là 16 đồng. Cũng đẹp ghê á. Ai có hai tay mua cái này về tự làm Tết dịp lễ này nè, xong rồi ta đi tặng. Mỹ hay thích làm vậy lắm. Mà bự dữ vậy trời. Ở đây con mới thấy cái kia gì mà bự. Hồi lúc mà mình đi mua mình không biết ở đâu nó bán hết trơn á. Lúc con mới qua bên đây con muốn tìm cây kim, con không biết hỏi là ở đâu có cây kim nữa. Khổ ghê vậy quá trời nè. Trời ơi nó bự hơn cái ngón tay của con luôn. Kim mai cái gì à, không biết nữa. Quá trời bự. Là ảo ha. Qua mát cái gì cũng có hết trơn á, mà phải có thời gian mà đi tìm mới biết chỗ nó bán chứ cái gì cũng có hết á. Nè kim tây nè. Kim tây vàng, kim tây trắng, nhỏ lớn đủ thứ size hết trơn. 2-3 đồng, 4-5 đồng tùy theo loại. Đây là để trang trí nè, decor trang trí nè. Đó, con voi. Làm thấy thương ghê không? Một cái này có 10 đồng ha. 10 đồng ha. Thấy không? Cái này làm giống thiệt không mà. Thấy thương quá ha. Thấy thương ghê luôn á. Cái này ở chơi ở đây là 5, 10, 5 đồng, 10 đồng. Nè chiều cái ông cho cái này nè. Ờ cây xương rồng. Cây xương rồng baby. Trồng á. Tại ta thấy mình hay trồng đồ á. Quá trời. Nhìn để Mỹ nó hay trưng không nhìn trong nhà có cây rồi đó. Nó thích vậy đó. Ở đây là rẻ đó, mười mấy đồng nè. Như cái chậu bông hướng dương là 10 đồng. 10 đồng, cái này 12 đồng. Cũng đẹp, cái bông hướng dương đẹp. Cây dương sĩ giả 16 đồng.
Ở dưới mấy cái nho nhỏ này lại đẹp nè. Này 11 đồng nè. Đó, decor cái nhà đẹp nè, 11 đồng cái này. Cái chậu này thì là 15 đồng. Đó. Ta mẹ không biết chứ Mỹ nó hay thích trưng mấy cái cây này lắm nè. Cái này 17 đồng nè. Thấy chưa? Làm đẹp ghê không? Để trưng mấy cái bàn sách của nó. Này nó đó, Mỹ nó thích để giống vậy nè. Thấy chưa? 11 đồng nè, thấy không? À, thấy không? Ta để ngay cái chỗ cái bàn ấy nó decor đó. Mình có 11 đồng, 11 đồng. Mày đang huấn luyện chó nè. Khi nào lại cắn con không? Cắn á. Phải không? Con đâu có làm gì nó đâu. Nhưng mà nó tự nhiên mình không con. Nó đang huấn luyện con chó đó. Dạy con chó. Nó đang dạy con chó. Cái nghĩa là kêu học ngồi đó không có được đứng lên là không có được đứng lên. Khôn lắm á nha. Chợ Walmart cũng có bán đồ chơi cho con nít nữa nè mọi người. Xe đẹp không? Nguyên một block. Trời ơi rẻ mẹ, nguyên một bộ vậy có 5 đồng mà. Thấy không? Ở đây mua đúng mấy đồ chơi này không nè. Nằm mấy mẫu nhã xe đẹp ghê không? Có 5 đồng mà. Trời ơi nè. 5-6 đồng nè, quá trời loại xe nè. Loại nào cũng có. Ôi có xe cần cẩu nữa nè. Làm giống dễ sợ không? Nè. Xe đua. Rồi cái này có 1 đồng mà mẹ. Nè. Xe thời xưa nè. Làm giống ghê không? Có 1 đồng mà. Thấy không? Trời ơi nè. Cái này 3 đồng. Thấy không? Đồ chơi bên đây nè. Quá trời. Cũng rẻ với cho trò. Cái này 10 đồng nè. Dễ thương không? Trời ơi. 10 đồng nè. Xe không phải. Xe tải 18 bánh hả? Làm đẹp ghê không? Xe này chở trời hàng. Ơi, có 10 đồng bạc à. Xe chở hàng. Đó. Mấy cái mùa này mẹ biết không, người ta hay mua đồ trong cho con hả? Cái ta mấy đứa nhỏ nó chơi nè, này xe đua nè. Mấy cái mẫu hình xe đua nè. Ôi ơi. Có 5 đồng mấy 6 đồng mà, thấy không? Trời làm đẹp lắm đó nha. Nó làm đẹp kia, nước sơn mới sơn bóng. Làm đẹp lắm đó nha, chứ không phải đồ chơi rẻ tiền mà không đẹp đâu. Không đẹp đâu, nó sơn sơn bóng. Đó. Đẹp quá. Này. Làm màu sắc rồi đẹp ghê không? Xe mô tô 3 đồng 97 cent. Trời. Rẻ quá ha. Mấy giờ này mẹ không thích hả? Xe hầm hố ghê không? Đó. Đó. 4 đồng. 3 đồng 88 4 đồng. Bộ đồ chơi. Bên đây sướng ghê không? Đó, đồ chơi. Mấy cái đồ chơi này cũng không có mắc tiền lắm. Cha mẹ có thể mua được cho con cái chơi. Hồi xưa mình đâu có được chơi mấy cái gì, đâu có đồ chơi gì đâu. Đó, bên Mỹ sướng vậy đó. Rẻ tiền, không có mắc lắm. Bộ mô hình xe nè mọi người. Này, 7 đồng 27 sen. Đó, mấy cái xe đua nè. Đó, nguyên một bộ luôn. 9 cái. Rẻ không? Cái bộ, đây một bộ khu rừng khủng long nè. Bỏ trong cái thùng nè. Đó, thấy con nít không? Chơi không? Đó, đây. Adventure, đó, 55 miếng. 55 miếng trong đây là có nguyên build một cái khu rừng khủng long ha. Có mấy khủng long con là build nguyên một khu rừng luôn. Vậy có 15 đồng. Nó sắp á, nó sắp. Muốn sắp gì nó sắp thấy không? Chơi con nít nó chơi trí thông minh á. Có 15 đồng mà. Đổ ra đó. Đó, súng đồ chơi này ngầu ghê không? Súng nước quá à. Ủa không phải súng nước, súng có cái cây này bắn nè. Súng bắn đạn. Súng mẹ thun. 15 đồng, cũng rẻ không? Giờ chơi có 10 đồng mà. Bắn vô nè, nó có 3 viên bi nè, gắn vô bắn bụp 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 bụp. Đó. Bắn chơi cho vui. Thôi ơi, đồ chơi quá trời luôn mọi người, rẻ lắm không có mắc nha. Mấy cái này cũng rẻ lắm, mười mấy đồng, 3-4 đồng, không có mắc. Đúng rồi. Chơi cho con gái nha mọi người. Mình con sợ búp bê lắm cho nên con không dám quay búp bê. Nè, con sợ búp bê quá. Mấy đồ chơi này cho con gái nè.
đủ thứ size. Nãy hàng bên kia là size đồ chơi cho con trai, giờ là size đồ chơi cho con gái đó, từ trang điểm, make up, làm móng nữa, đủ hết á, đủ thứ kiểu hết á. Mình sợ búp bê lắm cho nên mình cũng không dám quay nhiều búp bê. Từ nhỏ đến lớn rất là sợ búp bê. 40 đô, đứng bấm 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 đấm 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 cái dài nè. 40 đồng à. Nè mọi người, đó xe đạp này là lại giỡn thôi, mình mua cho con nít chơi cũng được đó. 100 đô một chiếc, cũng bằng giá Việt Nam thôi ha. Đó, đóng xe đạp này mọi người thấy không, trong Walmart cái gì cũng có hết trơn á, bán cái gì cũng bán hết á, rồi bán với giá phải chăng hơn, tùy theo loại, 100, 150, tùy theo loại đó. Một hàng cái gì cũng có dành cho những người lao động bình thường. Vô đây mua thì giá cả phải chăng, nhưng mà toàn bộ ở đây là đồ Trung Quốc hết, nhưng mà đa phần bây giờ cái gì cũng là đồ Trung Quốc hết á mọi người. Cái thùng gì mày biết không? À, thùng cá đó, đùng thùng người ta đi câu, người ta bỏ cá vô cho giữ lạnh đó. Mà thùng mày thấy chắc quá ha. Ừ, thấy cứng rắn. Cứng rắn 169 đô. Mỗi thùng mình là 100. Thùng mình thùng giỡn 50 ha. Thùng này thùng xịn nè. 169 đồng một cái thùng. Nè, cái đó. Còn cái thùng đây là thùng nhỏ hơn, là 109 đồng. Nay là 109 đồng. Thùng kế bên bự hơn là 169 đồng. Ta đi câu cá người ta bỏ vô. Chạy. Đó, cái bàn nè. Thấy không? Đây nè, có 10 mấy đồng nè. Đó, ta đi cắm trại đó, trong rừng á, Mỹ hay thích đi giống vậy nè. Đó, như làm cái bếp ta đốt lửa ở dưới, thấy không? Xong rồi để cái này lên, giống như có cái phích nước nè, thấy không? Nấu nước nè, thấy không? Đó, thấy thấy có tiện lợi ghê không? Đó nè, bếp ga che gió nè, bếp ga nè, đó, vừa nướng nè, thấy không? Cái này là nhiêu nè, 129 đô. 129 đô nè, đó, mình nấu ở dưới đây xong để cái dĩ này lên nè, nướng nè, đó. Có cái bình ga, có cái bình ga riêng của đó, người ta đi camping cắm trại đó, tay đây làm. Đồ che gió nữa nó. Ta thiết kế đàng hoàng thấy không? Mỹ nó thiết kế hết á. Cái này có 100 đô thôi. Cái bếp này là 100 đô, nó hơi nhỏ hơn chút xíu. Cái này hai bếp à. Cái này hai bếp à. Cái này thì là một mắt hơn 29 đồng, 30 đồng. À, phê làm chắc quá à. Đó, người ta làm cà phê giống vậy nè, đó bên trong cũng như là cà phê phin của mình vậy đó. Này mở ra, bỏ phê, bỏ cà phê vô trong này. Đó, từ từ nó chảy, từ từ nó chảy xuống. Còn này cái dĩa này là dĩa gì đây? Đó, chiên trứng hả? Đi cắm trại thì thường mấy cái đồ này thôi, đâu có đồ nhựa, đi cắm trại phải đốt lửa đâu có xài đồ nhựa, xài đồ inox thôi, mắc lắm á. Mười mấy đồng, 20 đồng á nè. Nè, cái này là 10 đồng. Nó, cái này 10 đồng hả? Ừ. Ở trong đây nó có cái bộ gì? Cái bộ chiên nè, có cái khẽ dĩa để ăn nè. Nè. Đó. Nè. Cái này chiên ốp la được à. Chiên ốp la làm gì, bỏ lên giống như lò nướng vậy đó. Cái này mình mở ra đâu được, con mở ra coi được không? Đấy. Nhà mở ra coi được nha, coi cái này nó chiên ốp la. Ốp la mình mua cũng được. Đâu phải chiên ốp la, đựng đồ để ăn, cái chảo. Chảo giống như nhà bên đó hả? Đó, nè. À, từng bắt cái chiên ít ra được cái nô này. Cái này lấy tao ăn, cái đồ dụng cụ để ăn nè. Cái này con cầm tao để cho chiên ít ra này. Cái này là cái chảo nè, ví dụ như người ta đi nấu, mày hiểu không, đi trong rừng á ta chơi á, người ta nấu vừa làm cái chảo đựng đồ ăn mà vừa để bỏ vô trong một cái bộ này làm gọn không. Này nè, cái này là làm cái chảo đựng nè, đó cái tay mẹ cầm vậy nè, thấy không? Ăn còn cái này nè, là để ăn, múc ra mỗi người một phần này, mày cầm không coi có bao nhiêu cái phần này đó. Đây một cái có cái này là cam múc gì đó, cam múc nước hả? Múc nước đó, có cái nắp thấy chưa, nắp đậy rồi đó, đậy cái nhỏ cái nắp này nè, đó nè, cầm mền hả nè. Ôi trời ơi, cũng nhiều lắm chứ giỡn mặt đâu. 10 đồng. Đây cái nồi. Cái nồi bỏ lên rồi để có cái quai sắt. Thấy không? Nấu nước, nấu gì đó. Lúc cũng kỉnh lên kỉnh chút đỉnh ta ăn, ta ngồi ta chơi. Ăn súp vậy mà. Để nắp lại coi, thôi cái nắp thôi coi. Đậy được không? Sao cái nắp nhỏ xí vậy? Được. À, ừ. Ngon lành không? Dễ thương không? Không? Ngon lành à. Nè, cái này đồ này được ha. Có 10 đồng mà.
Trời ơi, ngon lành cành đào không? Xếp vô cho người ta đi mẹ. Thì nướng thì phải làm sao? À, bỏ cái miếng bánh mì vô, bỏ mứt vô, bỏ vô cái cây này, ở dưới là đốt củi ha. Cái xong nướng hai mặt, đó, nguyên cái cây nè, mọi người thấy không? Nó là Mỹ nó chế ra cho đi cắm trại nè, đó. Hay không? Thấy không? Rồi nó chế hết á, nó có đồ nó chế hết, nó suy nghĩ nó chế hết á, thấy không? Cái ra nướng là cái bánh mì nè, nhìn bánh mì nướng củi ngon không? Thấy chưa? Bỏ vô cái này nè. Thấy không? Nè, kẹp lại nè, thấy không? Nướng nè. 10 đồng. 10 đồng mười mấy đồng. Đó, 10 đồng, 11 đồng. Một bộ đồ chơi. Trời ơi, từ máy bay. Đúng không? Nít Mỹ sướng không? Hay nít Mỹ sướng không? Quá trời ba đất không? 20 đô. 19 đồng 97 thấy không? Nè, cái gì cũng có hết trơn á. Quá trời. Quá nít Mỹ quá sướng. Đủ thứ kiểu đồ chơi hết trơn. Xây dựng mô hình có hết mọi người. À. Bé gái công chúa lâu đài trượt nước gì đó, mập đó, nhiều thể loại từ trên bờ cho tới dưới nước luôn, dưới đại dương trong trung luôn. Ngầu quá nè mọi người, trời ơi, đồ chơi đây làm đẹp dễ sợ nha, công nhận á, quá trời đẹp. Trời ơi, có nhiều cái đồ chơi mà mình lớn mình còn thấy mê nữa, không chi con nít. Cho mấy đứa con nít ở nhà nó chơi, mà chơi như vậy tốt hơn là chơi trên vi tính, trên mạng, riết nó đờ người chơi như vậy mới phát triển trí thông minh nè. Mô hình khủng long nè, kích thích trí học tập của bé nè.